Video này em giới thiệu về chiếc xe Santa Fe Pom mới 7 chỗ số tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, giá ở cái mức độ mà các bác mình không tưởng tượng đâu, rẻ lắm. Rẻ như Spark luôn, rẻ như rẻ hơn thì Moling rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Rẻ như Spark cũ luôn các bác nha. Mình đã mua được con xe Santa Fe này rồi các bác nha. Đấy, hẳn là Santa Fe luôn, form mới đẹp như thế này luôn và chạy thì rất là sướng. Đấy, lúc mới chiếc xe này đắt tiền. Bây giờ thì nó rẻ rồi bởi vì là nó sản xuất năm 2008 mà. Thế nhưng mà chất lượng của con xe này thì cũng không thua kém gì những con xe đời cao nhá. Đấy, củ máy củ số xe vẫn còn zin, keo chỉ vẫn zin và nội thất của xe rất là đẹp. Máy số đại chất luôn. Mua về sẵn dùng mà không cần phải sửa sang hay làm cái gì cả các bác nhé. Đèn đóm rất mới luôn này. Đấy, có định vi cầu này. Đấy, lốp nắp dày. Lốp nắp vừa thay xong, na đăng đúc, phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, đăng kiểm của xe tháng 7 năm 24, kính bọc dán xung quanh rồi. Và những cái dòng xe Santa Fe thì tôn vỏ của nó luôn luôn là cứng, luôn luôn là dày và chắc chắn. Xe tiền tỷ cho nên là người ta không bao giờ người ta tiết kiệm những cái chi phí để đầu tư cho một con xe nó chất lượng các bác nhá. Đây, nội thất bên trong đây, nội thất màu kem và là màu đen. Đấy, các bác mình có thể thấy là nội thất bên trong của nó rất là tươi sáng sạch sẽ. Đây, em quay gần cho mình xe này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, tắp đi tắp nô xe rất mới nhá. Ốc nhái cánh cửa của xe các bác nhìn xe này nó còn sáng, còn sáng quắc luôn như thế này này con này. Đấy, nó còn sáng quắc luôn. Đấy, rồi bộ ghế da của xe này vẫn còn đẹp, vẫn còn mới đây. Đấy, ghế da là màu kem nhá. Đấy, sàn da mót thảm trên rồi. Đấy, tắp nô của xe đây các bác nhìn xem. Tắp nô đẹp chưa? Tắp nô mới chưa? Đấy, rất mới đẹp đúng không ạ? Và cái form tắp nô của nó nhá các bác nhìn này. Cái form tắp nô của nó còn nhìn vẫn còn rất là giữ dáng. Giống như kiểu những cái chiếc xe đời cao bây giờ đấy ạ, nó không bị cổ đúng không ạ? Đây cần số tự động của nó đây các bác nhá. Đấy, rồi đây là điều hòa auto này. Đấy, chiếc xe được thiết kế là điều hòa auto bởi vì là con này của em nó không phải bản thiếu các bác nhá. Đầu đài giải trí nguyên bản theo xe luôn. Và các bác có thể thấy là những cái công tắc phím bấm ở khu vực điều hòa rồi đầu đài các bác nhìn xem là chưa bị bạc mòn, chưa bị bật đúng không ạ? Con xe bấm quá ít luôn bởi vì đi ít mà. Đi ít mà đúng không ạ? Và vô lăng đây này, vô lăng của xe này cũng rất đẹp, rất mới luôn bởi vì là cầm sờ ít mà cho nên nó còn được đẹp, được mới như thế này các bác nhá. Đấy, được chưa? Lái rất là sướng luôn các bạn, dòng này lái rất là sướng luôn. Có khoác khiển nguyên bản theo xe này. Đấy, chỗ này đựng đồ cho mình nhá. Đấy, táp lô táp niu xe rất tươi tắn sạch sẽ. Mua về các bác mình lưu ý cho em là sẵn dùng thôi, đổ xăng là chạy không cần phải làm gì cả các bác nhá. Đấy. Đổ nhiên liệu là chạy thôi, đổ dầu đổ xăng là chạy thôi các bác nhá. Đấy. Vâng, trần của xe thì nó là trần lý và lý rất là mới luôn, lý rất mới nha các bác nhá. Vâng. Hiện tại thì bên em đang có mấy con liền. Đấy, mấy con liền các bác nhá. Có những con thì có một con dưới 200 thì nó không được đẹp các bác. Đấy, không đẹp lắm, trăm mấy thôi nhưng mà nó không đẹp lắm. Và các bác nhá, thì các bác mình cùng đón xem về chiếc xe này. Đây là một chiếc xe đẹp của bên em, xe chất lượng, xe không thua kém những con xe mà đời cao. Các bác nhìn là thấy, nhìn là biết về chất của xe đúng không ạ? Đây, quá tuyệt vời luôn phải không ạ? Nhá. Đấy. Cái mặt ghế này bác nào mà không thích thì về mình bọc lại, vì ghế này là nó là ghế zin, mình bọc lại cái phần mặt ghế đi, mà tựa vẫn đẹp. Mặt ghế này các bác bọc mất tầm khoảng 400.000 thôi các bác nhá. Rẻ đấy, đấy. Cả bộ ghế này mới có 2 triệu các bác nhá. Cả bộ ghế mới có 2 triệu thôi. Ghế da bọc rất là rẻ luôn. Có cửa gió thổi về hàng ghế ở phía sau này con này. Đấy. Xe thiết kế 7 chỗ ngồi. Đấy, mình gập ghế này xuống thì mình có thể là đi về khu vực phía sau này. Đấy. Gập xuống thì để đồ các bác nhá. Lưng lên thì chở người. Đấy, lốp nắp dày cả bộ cả già luôn. Lốp này các bác mình khi đi mua nhá, mình phải bỏ ra mười mấy triệu đấy ạ. Thế nhưng mà con này có sẵn lốp đẹp cho mình rồi các bác nhá. Đấy. Rồi. Bánh đĩa 4 bánh na đăng đúc 4 bánh các bác nhá. Có quả lốp dự phòng treo ở dưới gầm nữa các bác nhá. Đấy, đèn đóm trước sau xe rất là mới, các bác nhìn thấy là rất là mới luôn đúng không ạ? Rất là mới. Rất là mới nhá. Đấy, đây, em quay cho mình xem này. Đấy, một đôi bô luôn các bác nhá. Một đôi bô luôn. Đây, di chuyển sang bên phụ, mời các bác mình cùng đón xem. Xe yên tâm về chất lượng, xe không vấn đề gì dày gì cả các bác nhá. Xe không vấn đề gì cả nhá. Bên em bán cho mình chiếc xe này, những mẫu xe khác nữa đều có sự cam kết và bảo hành cho mình, bảo hành cho mình để mình yên tâm các bác nhá. Những vấn đề lỗi của xe các bác mình hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Bốn tấm kính cửa, những đồ nhựa, đồ da của xe rất là mới đẹp luôn. Đây, mình xem đi. Ok chưa? Quay review chi tiết như vậy để các bác thấy. Đấy, gioăng cửa đẹp. Gioăng cửa, gioăng khung, gioăng cánh của xe quá ok. Lòng vách cánh cửa của xe quá ok. Đấy, được chưa? Có xứng đáng để cho các bác mình nhấn cho một phát like, một phát tim không ạ?
các bác comment ở phía biên giới nhá, để bên em biết. Và bác nào muốn hỏi thêm gì, muốn biết thêm gì, muốn chốt giá đẹp, muốn chốt giá yêu để vào việc cho mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline bên em có coi nha, là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 cả nhà mình nhé. Lưu số bên em vào đi, khi nào nhu cầu mua bán trao đổi kỹ gửi các bác mình cứ alo cho em theo ba số đó nhé. Vâng, đây mình xem nốt cho em hình thức bên trong con xe. Đấy, hình thức bên trong con xe đây, có thế nào. Đấy, độ mới của nó rất là đều luôn đúng không ạ, chứ không phải là đẹp mới đều, không phải là đẹp mới một số vị trí mà nó là đẹp mới đều cả con là cả xe luôn. Đây, công tắc gương kính điều chỉnh điện đây. Đấy, cho là bằng chất liệu da nhé các bác. Đấy, nòng vách cánh cửa đây thậm chí là vẫn còn zin luôn. Đấy, ốc nhái rồi các bác nhìn xem này, cũng còn quá cửa này sáng quắc luôn. Đấy, tem mát ở phần vị trí này của nó vẫn còn nguyên đúng không ạ, nó vẫn còn nguyên, tôn vỏ gõ kêu quang quang cả xe luôn các bác nhá. Vâng, cái đã luôn cho mẫu xe này. Vâng, thì các bác mình cũng đã xem về hình thức của xe rồi. Đấy, bây giờ là gọi điện bên em để chốt giá đi thôi, con xe giá rẻ mà. Đấy, hình thức đẹp, form dáng đẹp, chạy sướng đầm chắc, êm ái bốc khỏe, và phụ tùng đồ đạc của nó thì rất là nhiều sẵn. Đấy, và loại này thì các bác biết rất là bền bỉ, rất là kinh tế rồi đúng không ạ. Đấy, mua về là sẵn dùng thôi các bác nhé. Bên em có ship xe toàn quốc cho toàn thể các bác luôn, ship xe tận nhà luôn. Đấy, hỗ trợ làm sang tên đổi biển cho mình bất cứ đâu các bác nhé, có đổi xe có thu mua lại xe nhé. Đấy, bác nào mà chưa ấn đăng ký YouTube, chưa nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok thì nhấn luôn đi để xem thêm clip video mới nhất mà bên em đăng lên nhé. Đấy, bằng video em quay xong rồi, xin chào tạm biệt các bạn ạ.